Xin kính chào quý vị, xin mời quý vị đón xem những thông tin nhanh nhất về giá vàng trong nước và trên thế giới ngày 25 tháng 12 năm 2023 được cập nhật hàng ngày trên báo Công Thương. Dù dự báo thị trường vàng sẽ trầm lắng trong tuần này, nhưng các chuyên gia không loại trừ khả năng vàng sẽ tăng nhờ được thúc đẩy bởi các yếu tố bên ngoài. Ở thị trường trong nước, giá vàng dạng sáng nay đầu tuần ổn định và duy trì quanh 77,5 triệu đồng một lượng bán ra, Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 75,7 triệu đồng một lượng mua vào và 76,92 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội neo ở mức 75,7 triệu đồng một lượng mua vào và 77 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng miếng phú quý SJC đang thu mua với giá 75,8 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 76,95 triệu đồng một lượng. Dạng sáng nay, giá vàng giao ngay trên thế giới neo ở mức 2.053,2 đô la Mỹ một ounce. Vàng tương lai neo 2064,5 đô la Mỹ một ounce khi thị trường đóng cửa trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Tuần trước, giá vàng thế giới bật tăng trong phiên giao dịch cuối nhờ sự suy yếu của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và kết thúc tuần giao dịch ở mức cao nhất trong hơn 2 tuần. Trong tuần này, các nhà đầu tư kỳ vọng FED sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, khi đồng đô la Mỹ suy yếu sẽ tiếp tục hỗ trợ đà tăng của vàng khi nó làm tăng sức hấp dẫn của loại kim loại quý này với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.